À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Sparta, hậu duệ của Hercules, người hùng sức mạnh trong thần thoại Hy Lạp. Ở tập trước thì mình cũng không chắc lắm đâu, nhưng mà mình có thể nói là mình có vẻ hơi ngán cái mốt mình đang cho Better AI rồi, khi mà chúng nó chiến đấu tử thủ đến người cuối cùng, chết những người cuối cùng như này thì đánh kiểu này mình cực kỳ tốn quân. Nhưng mà chắc chắn anh em xem những cái trận đánh kiểu như thế anh em rất là thích, đúng không ạ? Đánh theo cái kiểu mà nó tử thủ, không trận chiến, không có trận chiến nào là dễ dàng thì nói chung là nhiều người thích hơn, đúng không? Là xem những trận đánh mà nó quá dễ gì. Nhưng nói chung thì anh em thì thích rồi, nhưng mà mình thì sẽ đánh những trận như vậy thì mình hại não lắm. Thôi đôi khi nó mang tính chất chia sẻ và nó cũng để mang tính chất nó sử thi một tí. Mình vẫn đánh những trận giữ cái mốt đấy để đấy. Đối với tình hình ngoại giao thì các bạn có thể thấy là sau khi mình cộng rất nhiều điểm vào điểm ngoại giao thì bây giờ cái vấn đề giao thương của mình nó khá là đơn giản. Mình đạt được các cái thỏa thuận ngoại giao khá dễ dàng. Đấy, nói chung là không khó lắm. Suy bi này thì trước thì mình hình như là mình đã đang đàm phán một chút cái đó rồi. Thì cái điểm ngoại giao hình như mình cũng cải thiện hơn một chút, nhưng mà ở lượt này chắc hết tiền rồi nên là mình sẽ công cái thành này. Và hiện tại mình kiểm soát được hai cái vùng này rồi, bán đảo Ban Căng. Nói chung là mình đi bà kiểm soát được cái bán đảo Ban Căng rồi, toàn bộ gần như toàn bộ, chỉ còn hai cái vùng này nữa là về lý thuyết mình đã kiểm soát được toàn bộ bán đảo Ban Căng. Mình chưa biết được tiếp theo mình có lên tiến lên phía này không, nhưng mà trước mắt thì có thể mình sẽ vượt biển để sang vùng này tấn công vào thằng này. Đấy, có thể mình tấn công Italia từ trên xuống. Có thể Italia nó còn hai cái đảo ở ngoài bên kia, không chắc là còn không, nhưng mà kiểm soát lốt Italia nữa thì là mình sẽ kiểm soát những cái vùng đất trù phú và giàu có nhất trong lịch sử. Đấy, thôi nói dông dài thì trận này mình sẽ đánh những trận đánh công thành mà đối phương thủ tử thủ đến người cuối cùng, chưa kể nó còn không có tiếp viện thì chắc là sẽ hơi vất vả cho mình, chưa kể là nó có cái đội mình rất ngán cái đội ném lao của nó. Thôi được, kệ nó thôi, mình vẫn ăn được. Những trận đánh kiểu công thành này rất là vất, nhưng được cái đội bị quẩy đá của chúng ta có được búp tầm bắn rất xa, do nó được có cái con spy agent của chúng ta trong quân đoàn, nó tăng khá cao cái tầm bắn. Và mình sẽ bây giờ thì tiến quân vào hướng nào cho nó ngon nhỉ, hướng nào thế? Hướng này là tiến thẳng vào đại điện nó, nhưng mà hai phía đều có hướng này là ít tháp canh nhất này. Đấy, cùng lắm đây có một cái xe bắn đá đục một cái lỗ ở đây, nhưng mà tiến vào thì lại hơi khó. Tiến vào từ đây, hai bên này nó bố trí quân thì mình sẽ bị đánh từ hai phía, cũng chết. Tiến vào từ đây, từ đây thì có vẻ êm hơn đấy nhỉ. Tất nhiên vẫn có ba tháp canh như thường. Bên này thì cũng vậy. Bên này thì nó có nhiều lối để lên hơn. Nếu mình đánh từ bên này thì nó ít lối để tấn công mình hơn, mình có thể thủ được. Nhưng mà đánh bên nào vào mình còn chưa biết, nên đánh từ bên nào vào chắc chắn là mình sẽ tấn công từ hướng này vào đi. Quang đã dễ nhìn rồi, tháp canh của nó cũng không quá gần. Battle group awaiting orders. Fire! Burn the wretches! Spear infantry at your command. Có lẽ mình không cần dùng cái xe này đâu, bộ binh của mình sẽ được triển khai ở khu vực này. Chắc là mình sẽ cho lùi một chút xíu. Your orders. Có lẽ là chia thành hai tốp để tiến vào. Đấy, khả năng thế. Kỵ binh của chúng ta rất củi, mình sẽ phải tiến sang Italia để tuyển cái đội kỵ binh đánh thuê bên đó.
mặc dù nó rất đắt nhưng mà chấp nhận thôi. Kỵ binh ở bên đó rất mạnh, có cái đội kỵ binh màu đen đen ấy. Ôi bắn vào đây cho anh. What the hell, nó mà bắn thì mình chết đấy. Enemy reinforcements approaching. Nó tiếp viện từ hướng nào đấy? À, nó sẽ không bắn được mình đâu. So, are we ready? Nó sẽ không thể bắn được mình. Quấy ôi. Ơ ngon. Bắn gì mà chuẩn thế? Phát sập luôn à? Đỡ tốn đạn của mình. Phá khúc tường này xuống đấy. Hai cái tháp canh. Tháp canh này thì bắn đến đây, tháp này bắn đến đây. Nếu có thể thì bắn hạ được cái tháp canh này thì tốt. Nhưng mà đầu tiên cứ phá khúc tường này xuống đã. Đấy. Nó khá nhiều các cái đơn vị cung thủ nhỉ. Mình phải cho quẩy đá của mình lên đây xem nào. Tầm bắn đến đâu. Vẫn đang nằm ngoài tầm bắn của tháp canh nó, không sợ. Các đơn vị cung binh bắt đầu tiến lên đó. Nói chung về độ cơ động thì Sparta này không bằng bằng Rome. Rome nó có độ cơ động cao hơn. À, một lũ xếp hàng ở đây à? Chết tội ngu. The walls are breached. Rồi, hay quá. À, từ. Cho rộng cái cổng này ra. À, đây này. Đã tiện thể phá lốt cái tháp canh đấy. Tắt fire at will đi. Đỡ bắn nhầm. Hay quá nhỉ. Mình có thể bắn tên được chúng nó à? Đúng rồi. Ngoài tầm bắn mà. Tiếc rằng quẩy đá của chúng ta không có tên lửa. Thế này thì có lẽ mình sẽ phải dùng nhiều cái đơn vị này đấy. Bởi vì tầm bắn ngoài tầm bắn của đối phương là một điều rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Chúng ta sẽ sử dụng đội quẩy đá để bắn loại bỏ bớt tầm xa của nó đi ạ. Trước khi cho bộ binh của chúng ta chiến tiến vào. Chút xíu nữa là sập. Cái đạn pháo thời là Rome 2 này nó không mạnh được như thời Attila. Như là Attila thì cái số lượng đạn này ít hơn nhiều. Bắn vài viên là đã hết đạn. Rồi ok. Phá cái tháp canh này. Cho công thủ tiến thêm một tí nữa. Vẫn đang nằm ngoài tầm bắn của sáu. Mình cận chiến tiến lên luôn. And the double, ready and waiting. Yes, come on, ready. At speed. Chúng ta vào gần thì tầm quan sát chúng ta sẽ rộng hơn. Có vài thằng ở đây bị chết cháy này. Chúng ta không quan sát được nhưng chúng nó vẫn bị chết. Xem tầm bắn của cái gì mà nó ra tận ngoài này nhỉ? Bastia Skinister. Cứ để cho xe bắn đá chúng ta bắn hết cơ số đạn.
Hy vọng là sập được. One of our units has used all its ammunition. Một cái xe bắn đá đã hết cơ số đạn. Trời ơi, còn hai khẩu nữa, cố gắng bắn sập nó đi chứ. Thôi bắn ra đây em ơi. Loại bỏ bớt các đơn vị tầm xa nó đã. Daxia Sinister. Cố gắng chúng sập cái tháp canh này đi. Đánh các thành của bọn dợ này, chúng ta có thể dùng cung thủ như kiểu Kaitan Archer để phá thành, phá tháp canh của nó được. Với cái tầm bắn xa như thế này thì ổn. Nếu là tháp canh cung thủ chúng ta nếu được búp tầm bắn lên cao. Mãi chả thể chết nhỉ. Ôi bắn toàn trúng đầu luôn. Mình ta chết. Nó chuẩn cho anh nhờ tí em ơi. One of our units has used all its ammunition. À rồi tốt. Bắn vào đây đi, cho mày bonus cho mày mấy viên đạn vào đấy. Ôi ôi. Quẩy bao nhiêu quẩy đá mà chả thấy chết của nó này. Hoàng bắn đi, cho hết đốt đạn. Với việc như này thì chúng ta sẽ giảm được cái tầm bắn của tháp canh nó ra rồi. Tháp canh của nó sẽ không thể bắn được ra đến đây, chỉ bắn được đến đây. Rồi, bộ binh nó đã... Vào là anh em. Wow. Úi giời ơi. Ăn rồi. Ồ, giáp chiến ngay ở cổng. Trong này nó còn rất nhiều cung thủ. Daxia Bowman. Đứng đây và Firewheel coi. Chúng ta phải áp sát như này để hạn chế tối đa sức tấn công của các đơn vị tầm xa ở đối phương. Biết là mình chưa có đơn vị kỵ binh đủ mạnh để có thể tận chiến được. Bên của mình hơi kém. Một cái là Sparta chúng ta thì chắc là trâu chó trâu. Ây da. Tạm thời chúng ta cứ đứng đây đã. Đứng đây cho anh. Quarantine cavalry. Đứng lên đây. Đứng lên đây để bút tinh thần cho binh sĩ này. Rồi bộ binh cận chiến của chúng ta vẫn đang chiến đấu rất hiệu quả. Bọn chúng nó lì lắm đấy, hơi khó ăn đấy. Các bạn có thể thấy những trận trước rồi, bộ binh của La Mã đã chiến đấu đến người cuối cùng, con ngựa cuối cùng rồi. Đây đều là các đơn vị bộ binh hạng nặng của Heavy Steel. Đây là bộ binh hạng nặng đấy.
dễ ăn hơn. Mình cứ từ từ giải quyết từng đạo quân của nó một. Quân của chúng ta vẫn chất lừa. Sau đó tướng ra bút tinh thần cho binh sĩ. Rồi, chúng nó đã mất tinh thần rất tốt. Đơn vị tầm xa của nó vẫn còn hơn. Đơn vị cận chiến của mình vẫn xử. Thì Sparta này thì khỏe khỏi bàn. Đây giống như cái vụ đất này. Ai dạ. Ôi mấy thằng cầm găm phát này nó chém đau phết đấy. Đâu rồi, kéo hết quân ra đây xem nào. Đúng rồi, mình đứng kiểu như này là cung thủ nó bị bất lợi, không bắn được. Tốt rồi, cứ như vậy thì ổn. Qua đứng ra đây đi. Kỵ binh của mình cũng đã lém hết cơ số đạn rồi. Đúng rồi, giúp tinh thần cho binh sĩ. Mười 9 lượt nữa. Chúng ta có cái buff này để nó sẽ tăng giảm khả năng mệt mỏi, độ mệt mỏi binh sĩ. Đây này, tướng nó có cái này này, ngọn gió thứ hai này. Nó cũng làm giảm khả năng bị mệt mỏi binh sĩ xuống. Nên là sự chiến đấu cực kỳ khỏe mạnh. Mày mày ăn cái Sparta. Ái da. Xiên, đúng rồi. Họ roi thứ hai, họ thứ hai. Chơi Sparta thì không thể vội vàng. Chúng ta toàn những đơn vị bộ binh hạng rất nặng. Rồi, chúng ta đứng ở gốc cây nữa nên là bị khuất tầm nhìn cho các đơn vị cung thủ nó cũng bị hạn chế, khó bắn hơn. Và từ vậy thì các đơn vị của chúng ta cũng thương rất nặng. Ôi, nó lén cung binh và chết nhiều phết đấy. Mày. Ủa, thanh niên này mãi chưa phục rồi. Ai già chết rồi. Nó lén hơi dày lại đấy. Bắn trả cho nó. Ôi. Bộ binh của chúng ta đang bị tấn công rất mạnh. Rồi. Tiếp là cơ số bộ binh. Để áp sát ngay quân nó. Để nó bắn này chết nhiều quá. Trở lên. Đứa này không đi được à? Không đi được thật. Đẩy đội hình lên anh em ơi. Đẩy đội hình lên. Áp sát cho nó ngay thôi. Kiểu cung thủ bắn này chết đau lắm. Sướng rồi. Ném cho anh. Cũng toàn các đơn vị cận chiến mất chất. Trong mọi cách chúng ta phải tiến lên. Rồi.
vị của mình đang bắn rất rát. Tiến lên nào. One of our units has used all its ammunition. Advance at speed. Missile cavalry attack. Our general is under attack. Orders. Bắn tên đội tướng của mình à? Double time. Căng rồi. Ta không có các bên dịch chuyển mà khác nữa rồi. Xông lên cho anh. Xông lên, xông lên. Ready for orders. Parts of the ready. Understood. As you command. Spartan pikes. And the double. Này nó còn có mấy thằng nhằm vào tướng của mình bắn à? Heavy speed. Rồi đúng rồi, phải áp sát nó ngay không chết mất. Đâu rồi, các Spartan rồi, xông thẳng lên. Tính ra nó chỉ là hàng rào được thôi chứ không thể tấn công được. Ôi, bọn Skinister, bọn này nó lén rát quá nhỉ. Lên, tiến lên, tiến lên. Cái này có cái rừng cây. Tên lắm. Đây, tên răm đầy vào cành cây luôn. Giảm đáng kể. Ô, thằng vòng cũng rất nặng. Không tránh kìa. À, trời. Chạy ra ngoài này. Mày quá, hai đội này đứng ở đằng sau. Ra đây cho anh. Vòng đằng sau chơi mình nhỉ? The men are wavering. Hả? Mấy anh cứu thủ à? Mình cũng đi. Đứng đến đây rồi. Oh. Tuyến thẳng lên. Vòng đằng sau lưng chơi mình. Ôi, mình bị lén tên đằng sau lưng. Ăn tướng anh dễ thế á. Đội kia bỏ chạy chắc sắp quay lại rồi. Nhấp nháy tí mà. Ôi, cố gắng lên anh ơi. Lắm bọn Skinister quá, bọn này nó lén lao cũng ngủ. Tiến lên. Đội hình cầm giáo tiến lên. Spearman ready for orders. March, your orders. Tiến lên. Understood. Đúng rồi, tiến dần lên. Ồ, ném vào đội hình. À. Pikes ready. Rồi. We await your command. Spartan pikes. Advance at speed. Thả rào nữa. Được rồi. Khổ lắm. Đúng là ai. Ồ. Thế này tỷ lệ thắng của chúng ta rất thấp mà. Nên là đánh được đến thế này này cũng ác lắm rồi. Trông mong rất nhiều vào cái đội giáo này. Tiến lên, tiếp lên, xong tiến lên nữa.
đẩy đội hình nó lên. Đẩy lên. Ủa, tấn công là tận đây cơ. Chơi tướng không nhỉ? Ủa, chúng tên chết nhiều quá nhỉ? Không có cách nào chơi được cái bọn này nhỉ? Phá tháp canh cho anh. Không có cách nào để vòng lên đây vòng xuống à? Thương vong nặng, không sao. Đâu rồi? Đội này đâu rồi? Sparta! Đẩy lên xem nào. As you come on. Hoppetes! Marching order! Ôi. Spear infantry at your command. Chúng nó cũng chất lừ chứ nhỉ? Phải có một cú vòng đằng sau lưng sọc vào lưng nó mới ra chắc một thắng được. Chúng nó bị hết mất tinh thần rồi. Rồi. Quan trọng nhất là cái second wheel này. Nó sẽ giúp cho quân đội của chúng ta trụ vững, không mệt mỏi. Rồi. Binh sĩ của chúng ta sẽ chiến đấu tử thủ đến cùng. Armor speed và những đơn vị rất nặng. Quái nào nhỉ? Nếu sập cổng nó đi. Cháy à? Có vẻ như là nó cũng hết tên rồi. Nó vẫn còn. Oh. Kỵ cung của nó vẫn bắn. Chắc khả năng mình sẽ chết đến người cuối cùng. Đơn vị nào còn đông quân? Đơn vị nào còn đông quân thì xông lên đây. Được đấy, những trận đánh theo kiểu khô móng này rất vừa ý anh em đúng không? Cánh bên này vẫn chưa xong kìa. Cổng này cháy chưa? Vãi mấy thằng này. Đứng dồn gống đấy thì đến bao giờ mới đánh sập được cái cổng. Spartan pikes! March!
còn bị cái tháp canh nó bắn cho nó chứ. Anh giờ mình có lính đầy 2, nó thì lính đầy 3 rồi, đầy 4 rồi. Ây da, thanh niên này. Ô ô, cung của nó trong này vẫn còn nhiều thế. Một cách nào vòng vòng qua móc lốp đó nhỉ. Đây vũ khí binh rồi, sẵn sàng đây. Ôi ném gì mà chậm thế. Mày cung nó bắn cho thấm đỏ này. Ôi thương vong nặng quá. Không được rồi. Cứ đi nhau. Trời bọn này lâu quá. Vòng ra đằng sau này móc lốp nữa. Ôi con đơn vị bắt. Is dead. Ôi áp sát chúng nó ngay. Không phải chết được rồi. Phá mãi không sập cái cổng của nó. Đây rồi. À đây. Cái binh vào đây. Không để cho nó bắn tên nữa. Xông thẳng vào đánh bọn này. Tướng của mình. Ủa nó lén lao tướng mình chết cũng ác nhỉ. Ủa đúng là chết đến người cuối cùng. The battle is turning in our favor. Ôi cung của nó cũng đông thế. Chạy đây. Gần chết à? Bọn này làm gì có cái gì mà lén? Mãi cũng sập cái tường của nó. Không nữa rồi. Không cho nó bắn tên nữa. Rồi. Ồ. Đúng rồi, vào đây để búp tinh thần cho binh sĩ đây. Đánh nhau theo kiểu chết đến người cuối cùng này mệt thật. Có mấy con voi ở đây có phải tốt không nhỉ? Xe Bowman, đây rồi. Chết rồi. Ủa, các bạn nhìn này, lính Sparta của chúng ta mặc dù bị thương vong nặng như thế này nhưng mà tinh thần chiến đấu vẫn rất cao nhá. Vẫn là màu xanh, thấy không? Thôi rút đi em ơi. Còn có vài thằng nữa thì rút ra đi. Nó chạy rồi. Lùa đó. Thắng rồi. Nó đang chạy rồi. Nó chạy rồi. Ôi ôi. Chiếm cái cổng này nào. Bộ binh của mình chết gần hết rồi. Các bạn thấy chưa? Mặc dù quân của nó cũng không phải là đông lắm đâu nhá. Các bạn thấy không? Khi đánh nhau với đội quân mà tử thủ đến cùng như thế này, thấy không? Thương vong của chúng ta là cực kỳ nặng nề. Và đấy là mình còn giết cơ số con địch từ trước khi chúng nó kịp tiến vào. Chứ còn để mà từ từ đánh thì chắc là chết nặng.
Nó còn quân đâu nhỉ? Khả năng trong phân thủ cũ lại còn quân. Rồi, chiếm được hai cái điểm này. Chọn những đơn vị còn chiến đấu cao nhất vào một đơn vị. Ôi, lính Sparta chúng ta thương nặng nề, thương vong nặng. Kéo cờ của Sparta lên đã. Yours to command. We have captured the gates. À, chúng ta đã kiểm soát được cái vùng này, cái cổng thành rồi. Spartans! Chắc là trong này. Tiến vào đây xem nào. That's me. Chắc chỉ còn một thằng đội tướng gì đó ở trong này thôi. Cho đội cung vào. Những đơn vị này bị thương quá nặng rồi, chắc phải cho đội gác đây thôi. Lực lượng còn sức chiến đấu. Đánh đánh trận để thế này khủng khiếp chứ. Quân nó đâu? Không thấy chúng nó đâu cả. Chiếm được cái điểm này á. Ôi ôi, vào đến đây chết mất cơ số quân. Kìa rồi, thằng tướng nó kia. Mấy thằng này đến đây chịu đòn cho mấy thằng giáo đi, không kiểu chết mất. Sparta! Orders! Ui ôi, chiến đấu đến người cuối cùng. Orders! Double time! Rồi. Rồi, bắt được cái tháp canh này đã. Treo cờ Sparta lên. Cái mút này có lẽ là sắp cho mình tèo mất. One of our units has used all its ammunition. Ủa, thằng xe bắn đá này vẫn còn đạn này. Yours to command. Rồi, cờ Sparta đã được treo lên. Đây rồi. Trận chiến cuối cùng. Lên. Trời ơi. Các Spartan thương vong nặng. Nhưng các bạn cũng có thể thấy rằng là cái cách chơi của mình nó giúp cho binh sĩ mặc dù bị thương vong rất nặng vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu. Để duy trì được tinh thần chiến đấu cho binh sĩ nó là một việc rất khó đấy. Nhất là khi bị thương vong nặng, các bạn phải chú ý làm nào để đảm bảo tinh thần chiến đấu của binh sĩ này. Nào, tướng thôi mà, sao lại chạy? Tướng chúng ta lên đây rồi. Lùi à? Lùi vào đây à? Nó lùi thì chúng ta tiến. Nó lùi thì chúng ta tiến. Yours to command. Double time. Spartan pikes. Quân của chúng ta vẫn còn rất sung sức. Rồi, ăn. Sparta! At the double!
Spearmen ready for orders. Spartans! Đây. Double time, Commander! By your command! Yes, Commander! Park infantry, ready! Advance at speed! Đây rồi. Đánh vào bạn sườn mình à? Spartan pikes! Thế này. Chết đến người cuối cùng. Bọn chúng nó tử thủ lắm. Xem nào. Con tướng quân ở cạnh thì tinh thần chiến đấu của binh sĩ nó cũng sẽ lên mà. Nào, các Spartan Musti, bọn này rất trâu đấy. Sao chúng nó đánh lì thế nhỉ? Ready for orders. Spartan pikes. Quick march. Kinh chưa? Bị quây chặt như này nhưng mà tinh thần chiến đấu của chúng nó cũng rất lì. Rồi, binh sĩ của chúng ta vẫn được boost tinh thần chiến đấu. Kinh không. Người tinh thần chiến đấu của bọn chúng nó thì phải nói là tuyệt vời đấy. Ơ à, dẫm này. Xiên này, ôi. Bẻ cổ anh xiên, được đấy. Các cái đòn dứt điểm của Sparta cũng còn đẹp hơn là La Mã. Chiến đấu. Thua. Bọn này. Riêng về tinh thần chiến đấu của chúng nó thì better luôn. Super better luôn. Không phải là better. The enemy general is dead. Đấy. Đúng là một chiến trường đẫm máu, quân địch đông hơn chúng ta rất là nhiều. Các bạn thấy thêm cái mode này vào đánh trận vui không? Bình thường anh em xem các cái trận chiến khác của mình, các chiến dịch rác khác của Rome 2, mình công thành cứ như đi bắt nạt trẻ con này luôn. Nhưng mà như này nó mới đúng thực sự đấy các bạn ạ.
Làm gì có chuyện gì đi đánh nhau mà cứ như kiểu đi dã ngoại. Rồi, chúng ta đã chiếm được thành. Nhưng mà mấy cái công trình này, à cái vùng này nó có cái hỗ trợ này, tăng 10% tinh thần chiến đấu cho tất cả các đơn vị bộ binh được tuyển ở đơn vị được tuyển ở đây. Đấy. Rất là tuyệt. Nên là nếu chúng ta phát triển quân thì rất là tuyệt ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ tuyển là nói chung bộ binh thì mình không tuyển ở đây. Mình sẽ tuyển bộ binh ở đây để tăng tinh thần chiến đấu. Bây giờ có vội đánh cái này không nhỉ? Cũng được. Trời ơi. Nhưng mà mình cũng còn tiền đâu, hết tiền rồi, chắc là qua lượt đó. Vùng này chỉ ăn 7. Tiếp chị An lên đã cho nó ổn định mấy vùng này. Phía dưới này thì ngon rồi, không sợ. Mấy vùng này nó không hoàn toàn thuộc văn hóa Hellenic của chúng ta. Chúng ta cần thời gian nhất định để cải tạo. Rồi. Vùng này thì cái 40 mấy%, chắc còn mất nhiều thời gian lắm. Ôi, qua lượt phát đã. Một trận chiến có thể nói này. Mấy thằng La Mã này bị ngáo đá. Úi giời. Tỷ lệ thắng cao này thì mình cứ auto thôi, luyện cấp cho quân đoàn ở đây. Trận nào mà nó dưới 50% thì 50% thì chúng ta sẽ phải đánh. Nếu không đánh chúng ta tèo. Nó lại có một bộ binh mạnh ở đây này. Chắc định vác quân sang này, pem mình tiếp đây. Pem được hay không mới là vấn đề. Chúng ta có hai sự lựa chọn là được thêm một chính trị gia hoặc là được 1000. Chúng ta cũng không cần nhiều chính trị gia đâu, chúng ta có quá nhiều rồi. Đấy, thằng này nó được đóng trận là nó lại tăng điểm trung thành lên. Cứ thắng trận được 4 điểm. Tạm thế đã. Chúng ta được khá nhiều tiền nhỉ. Hình như được cái gì đó mà mình quên mất. Bonus được cái gì đó. Cái gì thì không biết nhưng mà kỳ thật chúng ta không lên được tường thành cấp 3. Ồ. Hai công trình trợ chiến ở vùng này. Nhà lính ở đây à. Hồi quân cũng nhanh đấy. Bây giờ mình sẽ cố gắng đàm phán với cái thằng Đức này đã. Có thể là xây một thêm một chút. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear and have a point. Thằng này bị chiến tranh khắp ở phía bắc của nó. Your offer is fair and honorable. Tăng tiếp một chút cái điểm ngoại giao lên. Ready for battle. Với quân đội như thế này thì hoàn toàn có thể thủ được, không sợ. Có thể mình sẽ bổ sung thêm một vài đơn vị quân ở đây. Rồi. Chúng ta có khá nhiều lương thực. Sit, friend. And let us talk. And I fear our ancestors' unhappiness if I accepted, generous as you. Greetings, friend. We will speak together of whatever you. Cả nhà thằng Đức này. Tranh thủ hòa bình được thì chúng ta cứ hòa bình thôi. Đang hòa bình thì chúng ta cứ hòa bình. Đồng thời chúng ta phải ổn định được cái vùng kia đã. Cái vùng đất kia của mình chị An nó vẫn là hơi kém. Chúng ta có thể tăng số lượng quân đoàn lên thêm 2 quân đoàn nữa nhưng mà đó là một việc chưa giải quyết được gì.
mình cũng đã dùng đến hết số lượng đó. Ribbon bắn quét cộng 2 ảnh hưởng và 10 trung thành. Tăng ảnh hưởng của phe đối lập, đồng thời cũng tăng cả trung thành của nó lên à. Thôi được, cái gì cũng được. Mình sẽ ưu tiên phát triển, chúng ta đang có hòa bình thì chúng ta sẽ cố gắng hòa bình. Thành của mình chưa lưng được cấp 3, đành phải phá. Thằng này đang hết lương thực này. Nó đang hết lương thực, còn mình thì khá nhiều lương thực nhưng mà lại hết tiền. Nâng đến đây thì chúng ta mới có thể. Mình cần nâng cấp lương thực nữa. Thêm một công trình nữa. Lên cái ruộng. Cái này nó sẽ hỗ trợ bộ binh của mình đấy. Có thể một vài lượt nữa thì mình sẽ tấn công sang đây, nhưng bây giờ thì chắc là chưa. Thực sự là bây giờ những trận mà công thành thì mình cần đội này. Nhưng mà nếu mà đánh Tây Bo thì có lẽ đội này mạnh hơn. Để sửa lại công trình này rồi, để lần sau sửa, tranh thủ hòa bình được. Ôi giời ơi, bao giờ mới có hòa bình với thằng La Mã này đây? Chiến tranh, liên tục chiến tranh, lại một trận đánh khó khăn. Auto trận này thua sấp mặt, đành phải đánh tay. Cái quân đoàn này nguyên đứng ở đây để luyện cấp thì cũng ổn nhỉ. Lên bao nhiêu cấp luôn đấy. Phía bên này là mấy con ngựa và cái xe bắn đá. Bộ binh của nó ở kia. Ready. Battle group awaiting orders. Battle group ready. Grouped and ready. Ready, I coin. Cánh bên kia nó nhiều kỵ binh. Một trời ngày nắng đẹp, có lẽ đang là mùa hè. Trời mùa hè nóng bức rồi.
Trời, thế này chúng nó cứ đi đánh nhau làm cái gì cứ biết. Đội kỵ binh của mình chắc khả năng phải lừa lừa để móc lốp cái khẩu pháo của nó. Đội thuyền của mình đâu rồi? Chuẩn bị lại được đâm hút. Cái đội thuyền này gần như chẳng mấy khi được thảnh thơi nhỉ. Liên tục bị tấn công. Ui, trời quá đẹp. Quá đẹp cho một cuộc tấn công. Rất tiếc là mình lại không phải bên chủ chiến. Rồi bỏ qua, hút luôn thằng này. Thằng này hút phát nữa là sập. Đúng rồi. Nhanh. Hướng thuyền của nó không hút được. Tăng tốc độ lên cho anh. The men are wavering. Sao thế? Chưa gì nó bỏ chạy đây. Ghét thật, không có quân nên là nó cứ bỏ chạy. Hút qua đít ta cho anh. An entire unit has perished. Rồi. What the hell? Úi dồi ôi. Nhanh. Quân đội chúng ta phải chỉ huy quá nhiều mặt trận. Rồi tiếp tục em ơi. Xin được một chiến hạm nữa của nó rồi. Nhanh. Nhanh. Ăn ngay. Kỵ binh nó vâng đâu mình nhỉ. Đúng rồi, tông cho nó phát nữa mà đi. Ôi, bọn này bọn spin set đấy. Hút được bọn này là tuyệt vời luôn đấy. Nhanh, không kẻo nó đổ bộ mất. Ăn đi, ăn. Xuống sông rồi, được rồi. Coi như mày hoàn thành. Thôi được rồi. Rồi, kỵ binh của mình đã xử lý khẩu pháo nó. Bộ binh của chúng ta vẫn rất lì chiến đấu ở đây quả cảm. Người lính Sparta. Chúng ta có cả đội quân nông dân. Đây là Sparta trẻ tuổi. Những người lính, những chiến binh trẻ tuổi Sparta. Một ngày quá đẹp cho một trận chiến. Đây là Campania Cavalry này. Bọn này rất trâu chó. Tiếc là chúng ta không thể hút được thêm nữa. Thôi được, coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ra đây mà, chuẩn bị lùa chúng nó. Mấy con ngựa này phải tách làm đôi thôi. Chạy ngớ ngẩn lắm. Trời ơi, nắng đẹp. Spartans! Ark infantry, ready. Orders understood.
Nó đánh khi luôn chết nhiều sức quân mình. Đây rồi. Khôn thế nhở, không cho bộ binh xông vào à? Xông vào đây. Xông vào phát bình khử ngay bọn này. Nó đã xông vào. Rốn thật. Không dám cho quân vào. Chiến binh Sparta vẫn chiến đấu rất thỏa đáng. Ôi, ôi bay đầu lính lính La Mã, lính Sparta chúng ta thương vong nặng nhỉ. Giáp mặt với nhau rồi. Bên này nó không chịu vào. Sợ khôn thế. Ăn gì mà khôn thế. Mày làm lém anh ạ. Mày làm lém lao anh ạ. Đi luôn. Ai già. Orders quickly now. Your orders. Mày lém anh được á. Ready and waiting. Vào đi cu. Chả lẽ được mấy đâu mà kệ cho. Những đơn vị hạng nặng của mình còn đứng ở đây này, chưa thèm giao chiến. Cho chỗ này nó thành cổng máu luôn. The enemy general is dead. Ừ, nó chết rồi. Rồi, cho mấy thanh niên này ra đánh nhau. Kiểu nó lại bảo không được đánh nhau trận. The battle is turning in our favor. Citizen cavalry. Citizen cavalry. Tràn luôn. Cavalry! Yes, quickly up! To engage!
chán luôn. Chết vài con thôi nhưng mà diệt được con này. One of our units has used all its ammunition. Cavalry. Swift and accurate. May nè. One of our units has used all its ammunition. Xong. Swift riders at your command. Truy sát bọn này. Missile armed riders. Ăn bọn này. Truy sát bằng hết cho nó đấy. La mã này. Trời nắng đẹp là để nghỉ ngơi chứ không phải để đánh nhau nhé. Thôi rồi. Quật. Một chiến thắng nữa. 300. Hy sinh 300 đồng chí. Mày cứ thích cho quân sang bờ mình quánh nhau. Vãi cả thanh niên này. Đánh trận lên rank ác thật. Cứ liên tục thắng trận này thảo nào mà được cộng trung thành tốt phết. Cũng là một cách vậy. Ôi dồi. Tăng trị an lên đã. Chưa tăng trị an lên được thì chưa ổn thế nào. Phải chị an cái vùng này một chút xíu đã. Mình thấy nó chưa ổn lắm. Bọn này đang bị hết lương thực rồi. Các vùng lãnh thổ của mình thì chị an cũng khá khá rồi. Thằng này thì nó khá thân với mình nhỉ. Để mà có một cuộc chiến với mình thì chắc là không. Nhưng mà thằng Đức thì mình không chắc lắm. Có lẽ mình cho quân ra đây đóng. Cẩn thận hơn, mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa. Cái thằng Ai Cập. We have need of talk. I'm sure. Your people are a byword for honor, but I cannot. Thằng này nó cũng không ưa thằng Ai Cập cho lắm. Nó bắt được một thằng châu Phi làm chư hầu kìa. Chỗ này thì chắc khả năng là Seleucid ở đây à? Vùng này mất vài lượt nữa mới chị An được. Thôi hy vọng anh La Mã anh đừng có đánh mình nữa. Khổ quá cơ. Đập mình SML này. Anh La Mã anh đập mình SML. Skills are gifts from the gods. Tuy nó bị SML nhưng mà vẫn là chơi được. Đây rồi. Chính trị gia. Cái này nó sẽ tăng đam này cho bộ binh này và đam cho các đơn vị tầm xa.
này. Chính xác hơn là nó tăng sát thương của vũ khí. Rồi đứng ở đây thì chắc cờ rồi. Lực lượng này thủ chốt tốt, sợ gì? Kinh tế của mình cũng đang bắt đầu phát triển. Trị an cũng bắt đầu tăng dần. Có lẽ đợi thêm một lượt nữa để cho nó ổn định trị an vùng này đã. Không thì bây giờ mình đánh ngay cũng dở. Biết ngay La Mã đã cử quân ra đây. Đây thì nó lại chưa dám cử quân đánh tiếp à? Cũng đánh nhanh được chứ không phải là mình không thích đánh nhanh. Well met, friend. Satan let your words move me to anger or agreement as you wish of them. I can sense that tăng điểm ngoại giao với nó nhỉ. Duy trì điểm ngoại giao nó khó phết. Nếu mình tiến lên đấy thì sao nhỉ? Trên đấy có một cái mỏ vàng như vậy. Nhưng mà tiến lên phương Bắc thì cũng mệt lắm. Rét mướt. This is the time for just. Chưa sẵn sàng cho những cái hiệp ước kiểu vậy. Tăng tiếp là cộng 10 điểm ngoại giao với các faction khác. Tuyệt. Rồi. Be welcome here and speak. Greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk. And nó cũng vẫn là một thế lực khá mạnh đấy. Commander. Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and ripe women to ease other parts. Cứ từ từ từng bước một rồi. All praise to the gods. Một cuộc tuyên chiến rồi. Let us to wise speech and heartfelt thanks. For glory and honor. Nó toàn bộ binh rồi. Quá strong. Rất may là không có nhiều lính tầm xa lắm. Mình không có ý định tiến sâu lên nước Đức. Vùng đó quá nguy hiểm. Thực sự là như vậy. Thời tiết xấu. Trời mưa. Không có cái thời tiết nào tốt hơn à? Khỉ gió thật, đằng trước mình là cái rừng. Không được, chúng ta đánh mà để mà rừng như thế này thì không quan sát được. By your command. Troops and awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders.
Spartan pikes! Slingers! Battle group ready and awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders. Battle group ready! 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 Nó không có kỵ binh, mình không ngại lắm. Không có kỵ binh cũng không có nhiều các đơn vị tầm xa. Spear infantry ready! At your service! Our Gallic foes are moonstruck fools for daring. Phải nói là thời tiết rất là đẹp. What can ill-disciplined barbarians incapable of doing more than grunting at each other hope to achieve? Barbarian. We shall give them death. Cờ quạt đẹp phết nhỉ. I have yet to see a truly beautiful woman. Just a load of old women around here. Ôi chà. Ủa. Nhanh lên sao nào. Sắp vào tầm bắn. Mất tầm quan sát rồi. Pháo mình không quan sát được. Mất tầm nhìn. Một trong ít những trận chiến mà mình có thể được xem phim rồi. Bởi vì nó toàn một binh vận chiến thôi. Nó có một đơn vị tầm xa cũng đáng kể. Rồi. Bắn vào mấy thằng tầm xa rồi. Rồi. Hidden units have been discovered. Form phalanx! Spartans! Advance at speed! Sparta! Spearmen at the ready. Operative phalanx! Hai đội quỷ đá không ảnh nhỉ? Bắn vào đây. Khôn phép tấn công tướng mình. Khỉ thật. Cho mấy con ngựa lùa chết mất mấy thằng tầm xa đó kìa. Cái quái là mấy anh quẩy đá mình quẩy kém đấy. Ready!
One of our units has used all its ammunition. At the double! Canteen cavalry! Apollos! At the double! One of our units has used all its ammunition. Thế mà cũng không dễ lắm nhỉ. Swingers! Đuổi đây. Nó trâu phết chứ đùa. Spartans! Spearmen at the ready. Ballista! Loose! Cái bên này hết quân rồi. Ai già. The battle is turning in our favor. Này, góc lốp của mình. Xe con đá bắn vào đâu? Ai già. Cung binh của nó cũng hướng nhỉ. Quẩy đá mình quẩy nhiệt tình thế. Úi dồi ôi. Các Spartan. Úi dồi ôi. Một thằng này khổ lao ấy. Warstorm. Ôi. Strong mạnh lắm đấy, đùa được. Bọn quỷ đá nó đứng trên đồi nó lén cũng khá nhỉ. Tướng của nó này, chưa biết tướng nó báo tướng chết. Thay một trận đánh vất vả ấy nhỉ. Toàn những cái lính đời không phải đời cao lắm mà sao nó chém khỏe thế nhỉ. Quánh Sparta của mình cũng thương vong tương đối vừa. Advance. We hunger for battle. At your command. Quân trong thành của nó bị thương vong rồi. Hay quá, đỡ phải bị tiếp viện. Sao auto kiểu gì quân chết nhiều thế nhỉ? Vãi cả đánh auto. Cái bên này tăng tầm bắn cho cung thủ à? Tăng điểm ngoại giao thì mình không quan trọng lắm đâu. Nâng cấp 6. Ready for battle. We take at your command. Commander. At your victory. Khổ thân thằng bé đứng ngay đây. Quá là ngọt ngào. Hay rồi. Sửa luôn. Đang cần hai công trình này. Tốt, chúng ta đã kiểm soát được cái vùng này. Có lẽ mình bỏ cái hỗ trợ cho cái vùng này đi. Chuyển sang vùng này để nó tăng trị an cái vùng này lên đã. Rồi. Tốt rồi, chúng ta đã kiểm soát được thêm
Như vậy là mình đã kiểm soát được hoàn toàn cái bán đảo bán căng. Và giờ đây thằng này sao lại chiến tranh với lắm thẳng thế? Tuy nhiên này ui dồi ôi, cái vùng này không yên ổn. Không yên ổn. Xem nào, không thể tiến quân quá nhanh đúng không? Ta phải phát triển. Một cách chậm rãi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.